Chờ xe đang đậu ở bến đợi anh em mình đến xem nha. Đó, Rondo đẹp không anh em, 7 chỗ ngồi đời cao tự động nè. Đó, có 360 triệu thôi. Quá đã luôn, Spark tự động 2.8 triệu, chạy mới có 70 ngàn, zin tự động tới đích. LTZ tự động anh chị nha. Tucson 386 triệu 212 cửa nóc. Hôm nay thì ngày chủ nhật cho nên được rất là nhiều anh em ủng hộ anh em. Nói chung là sáng nay rất là vui, bán trống được cái bãi bên kia rồi. Bãi đây này chứ lộn. Trống được 3 chiếc. Được nhiều anh em ủng hộ luôn. Anh em cứ qua xem tự nhiên. Camry này khách đang xem nè. Camry tự động có 200 mà. Đó. Rất ư là ok luôn. Quay cho anh em xem số mẫu nha. Trống được 3 xe ở đây rồi. Nói chung rất là vui và cảm ơn anh em ở phương xa đến ủng hộ. Sáng nay được anh em ở Vĩnh Long, Tiền Giang với ở Sài Gòn xuống mua anh em ha. Với một anh khách ở Tây Ninh nữa. Tây Ninh thì chút cọc. Anh khách Bến Tre cũng chút cọc. Đó. Quá trời là tha hồ anh em mình lựa lái thử chạy thử với em Thịnh nha, đừng có ngại ngùng gì hết trơn á. Anh em mình cứ qua xem đi, gần sẽ bớt cho anh em mình nha. Anh em đừng có ngại ngùng gì hết. Có xem là sẽ có bớt à. Nhưng Kia bớt te máy dầu hai cầu nè, 265 nè. Giá hợp lý anh em, đây này cô Vios thế nè. Đó, rất đẹp. Quá trời. Innova mẫu này thì bên mình còn nhiều nha. Innova mẫu này bên mình còn khá là nhiều luôn á. Trăm mấy, 200 hơn. Còn cốc thì còn quá trời luôn. Con cốc màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng thì hơi tha hồ lựa. Con cốc thì có rất là nhiều. Đó, trăm mấy anh em ha. 155 triệu 24 25, 4 máy 1.25, đây là bản đủ bản full. 176 triệu Everest máy dầu 235. Đó, Vios này 165 nữa nè, quá đã luôn. Ren này xích cộp lắm nè anh chị ha. 340 triệu cho nợ bán thiếu giao lưu bù trừ luôn. Xe này thì mình thấy cái form nó quá đẹp anh em nha. Cái form xe này thì không thể mà nói nữa, không có chỗ chê đâu, quá đỉnh, quá đẹp. Con này máy ngon lắm anh, về đi à, 160 mấy triệu, 2.10. Xe cộp hơn, có con ở trong, cộp hơn là 2.35, bản E xịn luôn, 2.12, này 2.10 à. Nissan tự động này, mẫu này mình còn 2 mẫu tự động này, 240 mấy. Karen tự động 2015 nữa nè, cũng có 200 hơn thôi. 295, 215, xe cộp không lỗi nhỏ, nguyên zin gia đình. Đó, ở trong nó có Highlander nữa là nhiều lắm. Kia cốp ở trong. Đây là Laser 2.5 cũng có 130 thôi. Vios E cộp nữa nè, 235 nữa nè. Anh em qua xem tự nhiên lái thử vô tư cũng ngại ngùng nha. Ở trong nhà cũng đang có mấy anh em đang chốt trong nhà. Ngày chủ nhật thì nói chung là đông lắm anh em. Những ngày đầu tuần thì nó vắng. Mà năm nay nó sẽ không bằng được như kinh tế như năm rồi anh em. Năm rồi một tháng mình bán khoảng 80-90 xe, năm nay ít hơn rồi. Tại mình bán giống như bán giá sỉ rồi, cho nên thành thử anh em mua nhiều lắm. Xe mình đủ loại không? Vài chục triệu nữa nè. Vài chục triệu, chín mấy triệu, 215 nữa nè. Soluto lướt nè, Soluto lướt này đang để cho anh em có 310 mấy rồi. 315 rồi. La City 125 triệu. Civic này khách đang lấy ha, Civic này 2.8 triệu. Đang lấy. Chạy nó ngon luôn anh, tự động mà giá rẻ 200 rồi. Cái này nó quá đẹp anh em. Quá đẹp luôn được ha. Mẫu này bên mình thì còn được cái con màu đen tự động 248. I10 Mirai thì còn nhiều nè, không cốc nè. I10 đỏ nè, bản đủ nè, 245 bản đủ nha. Đó. Đây cũng bản đủ, đây mới cọc rồi, hôm qua mới vừa quay cọc rồi. Sen này thì khách cũng mới vừa cọc lúc nãy luôn rồi. Đó. Rio màu trắng nè, màu trắng còn nhiều nha, màu trắng còn Vios E nè, 355. E2020 Rio 2016. Rio 2016 xe này thì đang để cho anh em mình 289. Mẹt có 8 mấy triệu nữa nè. Mẹt cỏ 8 mấy triệu, chính chủ luôn nha. Chờ luôn 208 triệu nữa nè. Chờ luôn cọp. Chạy xuống giá rẻ nữa nè. Đó. Spark 100 mấy nữa nè anh em. Spark 213 nữa nè. Nhiều lắm, tha hồ anh em lựa nha. Focus nè. Focus Captiva. Đó. Rồi đây là Civic bản 1.5 turbo bản đủ. Đó, để cho anh em mình xe này đang để cho anh em mình là 588 bản đủ 1.5 turbo. Đó, Focus 210. Đó, quá đã luôn. Đó. Anh em qua lựa. Đó, rồi anh em nào quan tâm món nào thì alo cho em Thịnh mình nha. Đó. Rất là nhiều đang đợi anh em mình tại Thịnh Bến Tre nha. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo ạ.